Vâng, chào các bác. Em lại vừa về tiếp được một chiếc âm ly đa kênh Yamaha DSP R795. Mà để nhận biết giữa sự khác nhau giữa cái con mà hiện em đang có trong shop với con này, thì con này nó khác cái con kia ở cái điểm là nó không có cái tem ở góc phải này. Còn thì mọi thứ là nó y chang, chẳng có gì khác cả. Chiếc R795 này có ruột gan đẹp hơn chiếc trước. Em cũng xin nói sơ qua về cấu hình của chiếc âm ly này. Chiếc R795 này là một chiếc âm ly đa kênh thuộc cấu hình tầm trung của Yamaha. Nó được sản xuất vào năm 1998 với cái giá xuất xưởng là 75.000 yên Nhật. Nó tương đương với cả khoảng 15 triệu Việt Nam đồng thời giá hiện tại. Chiếc này nặng 13 kg, cho phép kéo loa qua công suất min tầm 85W, max tầm 125W cho mỗi kênh ở trở kháng 6 ohm. Cặp Buxell Bass 20 trước mặt các bác có công suất 140W đấy ạ. Đấy, và vừa rồi các bác đã được nghe nó đánh khá là căng, không có bất cứ trở ngại gì. Sau đây em xin mời các bác chúng ta cùng xem sơ qua ruột gan, phèo phổi cũng như là thông số kỹ thuật của chiếc âm ly này. Chiếc này cho phép đánh hai cầu AB cùng một lúc, hai cầu AB của đường của kênh loa chính Prong, cho đánh một loa Kencher và hai loa Supra. Như cái video hôm qua em đã làm rất chi tiết, các bác đã thấy rồi, chiếc âm ly này ngoài làm nhiệm vụ của một chiếc âm ly, nó hoàn toàn có thể sử dụng như một chiếc đầu giải mã DAC chuyên nghiệp. Đây ạ, đây là các đường output, các bác có thể thấy là nó có đường xuất loa chính main này, mà hôm qua em đã trình diễn cái tính năng giải mã DAC và xuất fre out của chiếc âm ly tương tự như thế này, các bác biết rồi ạ. Các bác chỉ cần đưa đường optical in vào chiếc âm ly này, sau đó là hai cái đường rắc bông sen AV ở cái kênh chính main này các bác dẫn vào bất cứ một chiếc âm ly nào khác, thì lập tức chiếc âm ly này, chiếc R795 này, nó biến thành một chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp cho phép chỉnh bát chắc. Ở những video trước em đã nói cực kỳ kỹ càng rồi đấy ạ. Vâng, chiếc này thì có 3 đường optical in. Hiện tại em đang dùng cái đường optical in 1, tức là đường CD. Còn hai đường này thậm chí chưa rút nắp. Các bác chỉ cần nhìn qua những cái rắc bông sen AV này là các bác biết con này nó còn mới đến mức độ như thế nào. Sáng choang các bác ạ. Chiếc này thì có thể gọi là receiver bởi vì nó tích hợp cả thu sóng FM. Nhưng mà là phiên bản nội địa Nhật Bản, do vậy sóng FM của nó chỉ đến 90 MHz. Do vậy khi về tới Việt Nam nó không có giá trị gì nhiều. Đây ạ, Yamaha DSP R795, công suất tiêu thụ nguồn 310W trên 100V, sản xuất tại Malaysia, nặng chẵn 13 kg. Bây giờ anh em ta đi soi một chút về ruột gan của chiếc âm ly này. Công suất 310W, do vậy tăng phô của nó cực kỳ lớn. Các bác có thể nhìn thấy cái khối tăng phô này lớn lắm. Ngay cái đường dây nguồn đi vào cũng có hệ thống cuộn cảm chống nhiễu tạp trên đường dây. Các bác dùng âm ly hoặc là bất cứ thứ gì, các bác cứ để ý khi mà có một cái cuộc gọi đến ở trên điện thoại của các bác hoặc một cuộc gọi đi, nếu âm ly mà không được chống nhiễu tốt là sẽ có tiếng nhiễu tẹt 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 ra loa của nhà chúng ta ngay đấy ạ. Và cái cuộn này nó sinh ra để lọc cái nhiễu đó. Ở chiếc âm ly này có ruột gan còn cực kỳ đẹp, em xin nhấn mạnh là còn cực kỳ đẹp.
Trước đây đánh tổng cộng 10 sò than bắt vít bằng đồng. Các bác chỉ cần nhìn mấy cái ốc đồng này là các bác biết rồi ạ. Đó, mấy cái ốc đồng để bắt bắt sò vào tản nhiệt ấy. Những cái ốc này vẫn còn cực kỳ sáng màu. Nhìn vào âm ly ta chỉ cần nhìn mấy cái ốc này thôi là ra vấn đề hết. Mên vỉ sạch sẽ, sáng choang lộng lẫy, đẹp như gái 18. À, chiếc này giải mã DAC 24 bit ở 192 kHz. Ở trong cái video hôm qua, ở chiếc R795 tương tự chiếc này em đã nói rất kỹ càng rồi. Do sản xuất năm 1998, do vậy những con chip của nó con nào con đấy nó to thô lố, chứ nó không hề nhỏ. Ba con chip này là ba con chip xử lý đường optical in đầu vào. Chip xử lý ban đầu, sau khi được xử lý ban đầu, nó được tín hiệu optical được dẫn vào chiếc bo giải mã DAC này. Chiếc bo này được bọc kín mít trong một cái hộp bằng thép. Bằng thép, tác dụng của nó là chống nhiễu tạp từ bên ngoài và đảm bảo cho cái vấn đề xử lý âm thanh ở mức độ tốt nhất có thể. Các bác để ý cái đường cáp này, cái đường cáp dẹt này nó được bọc một lớp bạc bên ngoài. Đây ạ, cáp này cũng được bọc bạc đấy ạ. Tất cả những chỗ truyền dẫn âm thanh quan trọng đều được bọc bạc. Đây ạ. Có thể nói là về chất lượng chế tạo của chiếc ông ly này là rất tốt. Ngoài ra thì như hôm qua các bác cũng biết rồi, chiếc này nó có được bổ sung một chiếc quạt tản nhiệt giúp cho cái thiết bị này luôn mát khi sử dụng trong thời gian dài. Những anh em chơi âm ly đa kênh lâu năm, anh em sẽ biết ngay những chiếc âm ly đa kênh sản xuất trước năm 2000, nếu may mắn mà được tích hợp cái đường phre out thì những cái đường phre out của những con âm ly đấy là cực kỳ hay, tiếng cực kỳ dày, chắc khỏe. Bởi vì sao? Bởi vì những con chip đó là những con chip cổ. Thời đó người ta chưa bắt ép các nhà sản xuất phải tiết kiệm năng lượng. Do vậy những con chip đó nó to vật vã và nó ngốn điện như ăn vã. Nhưng chính vì nó ngốn điện như ăn vã thì cái chất lượng tiếng nó xuất ra cực kỳ khỏe, cực kỳ dày, cực kỳ đanh chắc. Những con chip này toàn là những con to vật vã. Tuy là nó ngốn điện nhưng mà chất lượng âm thanh nó xuất ra thì không thể chê được. Và những cái con chip đời mới bây giờ tiết kiệm điện thì cái tiếng xuất ra không thể dày được bằng những con chip cổ đâu ạ. Cái này thì các anh em chơi âm ly các anh em chắc quá nắm rõ rồi. Chiếc âm ly này được sở hữu hai quả tụ của hãng Enna danh tiếng, tụ lọc nguồn đấy ạ. Với dung lượng 12.000 microfarad một quả. Các bác biết rồi đấy, chơi âm ly mà tụ càng to thì tiếng nó càng khỏe. Do vậy là những cái con âm ly đờ nông danh tiếng, con âm ly hai kênh đờ nông danh tiếng có những cái cặp tụ nó to như là gần bằng cái lon bia đấy ạ. Đó là lý giải vì sao những con âm ly đó rất khỏe. Bởi vì như thế này, khi các bác kéo loa có công suất lớn thì nó sẽ cực kỳ hút công suất. Khi mở ở mức volume lớn thì nó sẽ gây ra sụt dòng ở trên tăng phô. Thế thì chính những con tụ này, những con tụ lớn này có nhiệm vụ bù dòng trong những cái lúc mà các bác mở volume lớn để đảm bảo cái nguồn nuôi nó không bị sụt và nguồn nuôi nó được sạch sẽ, lọc sạch tất cả những cái gợn nhiễu trong quá trình lọc nắn điện lưới. Trước này thì ngoài con tụ hai con tụ lọc nguồn chính còn có hàng lô hàng lốc những con tụ lọc nguồn phụ nữa. Về hình thức thì chiếc âm ly này nó cũng ngang ngửa với chiếc R795 hôm qua em có đưa lên rồi đấy ạ. Nãy các bác đã được nghe cái đường analog in em mở bằng điện thoại. Và ngay bây giờ em xin mời các bác chúng ta nghe bằng đường optical in. Và xin nhắc lại với các bác là chiếc âm ly này có thể sử dụng đa năng. Các bác dùng nó như một chiếc âm ly cũng được.
và các bác dùng nó như một chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp, giải mã DAC chuyên nghiệp cũng được, tức là các bác dùng nó với vai trò nào cũng được. Bây giờ em xin chuyển về chế độ Optical In. Dạ vâng, tôi nghe thế thôi ạ. À, chiếc này thì về hình thức nó còn xem xem, trên mặt thì mặt nhôm phay sơn màu vàng hồng, thì trên mặt thì nó không có vết xước, nhưng mà các núm nút là nó có xước. Ở đây là nắp lưng. Ừ, nắp lưng cũng có đôi vết chảy xước, đồ hàng bãi không tránh được các bác ạ. Còn chiếc này về ruột gan, của nó là đẹp hơn chiếc trước. Và em cũng bán đồng giá với chiếc R795 trước, em bán với giá 3 triệu. Bác nào có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại mà em đề ở dưới chú thích video. Vâng, xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.